Nếu bạn chưa biết KD là gì thì clip mình sẽ dành cho bạn. Xin chào anh em nhé. Mấy ngày hôm nay thì anh em hỏi mình cái từ này rất là nhiều này. Nó dạng dạng như câu này này. Ba băng KD là cái gì nhỉ? Dạng như câu này nhé. Ba băng KD là cái gì? Rồi KD là cái gì đó? Thì mình không biết sao mà anh em Bizalo lại thắc mắc cái này nữa. Cái này là của bên Ba Băng anh em ạ. Của bên Bizalo Ba Băng thì người ta hay dùng thôi. Gọi là carré nhé. Carré. Miền Nam thì gọi là carré. Nó bắt nguồn từ cái từ này này. Cadre. Cadre. Gọi là cắt hoặc là kaje hoặc là c đó, hoặc là gọi là, nhưng mà cái đường ba băng carré thì người ta gọi là carré đó. Cái từ này bắt nguồn từ cái từ này nhé. Thì ba băng carré đó thì carré là vậy, còn ba băng carré thì như này này đó. Khi mà bạn đánh ba băng đúng không, đây đó đó, bi chủ nó giật lên một cái quỹ đạo khác ấy. Này về đây nó dựng lên. Thì từ này trong miền Nam nhiều thôi chứ ngoài Bắc chắc chả bao giờ nghe từ này. Nó có nghĩa là bi nó đi với quỹ đạo bình thường sẽ như này đó, góc vô bằng góc ra. Mà về đây mà nó dựng lên nó tại vì nó đang cỏ nắp phía thuận đó. Nhưng mà khi về về băng ngược xong nó dựng lên đó, thì gọi là carré nên carré. Từ này thì gọi bằng carré nhé. Còn KD thì mình không biết thật. KD thì mình không biết sao mà mới nay anh em lại hỏi cái này nhé. Cái này thì trong hình như trong bi Zalo đâu có dùng thuật ngữ này đâu. Cái thuật ngữ này thì bên ba băng anh em ạ. Đó, thì thay vì bi nó chạy chạy với một quỹ đạo bình thường như này đó, thì khi mà nó đi phía thuận về đây nó giật ngược lên đây nó dựng lên thì gọi là carré. Thường người ta đánh ba băng carré đó, gọi là ba băng dư đó. Đó, thì hay gọi là như vậy nhé, carré nhé, và nó bắt nguồn từ cái từ carry ấy. Mình có nốt cho anh em xem ấy. Đó. Đó, nó dựng ngược lên đấy không, nó dựng ngược lên không, thay vì nó đi một quỹ đạo bình thường như này đó thì nó dựng ngược lên thì nó gọi là carré anh em nhé. Đó, nó chỉ có như vậy thôi à.